chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe Hoàng gia đặt tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm thứ 27 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng gia được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải với sân bãi tập và sân sát hạch rộng rãi, được trải bê tông và lắp đặt hệ thống cảm ứng chấm điểm tự động nhằm phục vụ cho các cuộc thi sát hạch hạng B2 và hạng C. Tại đây còn có hệ thống kiểm tra và tính điểm bằng máy tính cùng đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm. Từ nhiều năm nay, Hoàng gia là một trong những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực đào tạo và thi sát hạch lái xe hạng B2 và hạng C, được đánh giá cao với tỷ lệ học viên được cấp giấy phép lái xe luôn đạt trên 90%. Việc ra đời trung tâm này cũng góp phần giảm tải công tác sát hạch lái xe trên địa bàn. Nhằm tôn vinh khuyến khích các em học sinh giỏi, đồng thời tạo điều kiện cho các em có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, sáng nay ngày hội giao lưu học sinh chăm ngoan bậc trung học cơ sở đã được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự ngày hội giao lưu học sinh chăm ngoan có 330 em học sinh giỏi vừa được giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố năm học 2010-2011. Với chủ đề hành trình văn hóa, các em học sinh đã tham gia nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực và mang nhiều ý nghĩa như tham gia các trò chơi vận động với chủ đề về làng sen, biểu diễn thời trang địa phương hướng đến hoạt động bảo vệ môi trường sống, lễ hội ẩm thực với những đặc sản vùng miền của Việt Nam. Ngoài ra, các em học sinh còn có buổi giao lưu cùng làm cùng vui. Theo đó, các em đã được các thầy cô hướng dẫn làm hoa, làm bánh. Ngày hội là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cố gắng phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt của nhà trường và gia đình. Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đến hết ngày 8 tháng 4, hôm qua cuộc thi Robocon năm 2011 vòng loại khu vực miền Nam đã kết thúc tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày thi đấu cuối cùng, 32 đội tham dự chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt với tổng số 48 trận đấu. Những kinh nghiệm ở vòng 1 trong 3 ngày vừa qua đã giúp Loi Carathon chiến thắng tuyệt đối xuất hiện khá nhiều trong ngày hôm nay. Và nhiều trận đấu cũng diễn ra gay cấn, hồi hộp đến từng giây trong sự cân tài, cân sức giữa những robot. Điều này đã làm nức lòng cả giới chuyên môn và người xem tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Năm nay thì cái đầu đề ra của Thái Lan thì nó rất đa dạng, nó hơi khó. Nhưng mà qua đến hôm nay thì các trận đấu thi chuẩn bị xong. Cái số trận thắng tuyệt đối gọi là lôi tra thông thì năm nay nó rất nhiều. Để chứng tỏ rằng cái khả năng ứng dụng những cái kiến thức về cơ khí, về tự động hóa của sinh viên Việt Nam để vào điều khiển robot này thì tôi nghĩ là có sự rất tốt. Năm nay cũng để lại ấn tượng nhiều nhất đó là các đội đến từ trường đại học Lạc Hồng, họ có một cái sự chuẩn bị tương đối là kỹ lưỡng và giành được cái kết quả là rất đáng thuyết phục. Thế thì chúng tôi quan tâm hơn đó, đến việc là hỗ trợ và định hướng cho các bạn tham gia Robocon và đặc biệt là các bạn sinh viên những năm cuối có thể tham gia thực hiện những cái đề tài nghiên cứu và định hướng đến những cái nhu cầu thực tiễn trong ứng dụng ở trong công nghiệp của thành phố. Đại học Lạc Hồng đã có một mùa thi đấu thành công với kết quả có 6 đội lọt vào vòng chung kết toàn quốc, một nửa số lượng còn lại thuộc về 3 đội của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2 đội của Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1 đội của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kết quả xứng đáng cho những robot thông minh có tính sáng tạo và tiến bộ qua từng ngày thi. Cảm xúc của em rất là vui mừng và rất là mong ước đi đến Đà Nẵng và giành được chiến thắng. 12 đội đại diện cho khu vực phía Nam sẽ bước vào tranh tài cùng 20 đội cả nước tại vòng chung kết quốc gia sẽ diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 9 đến 15 tháng 5. Trong 9 lần tổ chức cuộc thi Robocon quốc tế, Việt Nam đã có 3 lần chiến thắng tại giải đấu này và cả 3 lần vinh danh đều do các đội của khu vực phía Nam mang về. Với chất lượng đã thể hiện ở vòng loại vừa qua, một lần nữa hy vọng chinh phục chiến thắng của sinh viên phía Nam trong tuổi thứ 10 Robocon được mở ra.